tâm sự của cô giáo chuyển giới phải tự tay đốt đi quá khứ. Định kiến sâu sắc của một số người Việt luôn là một rào cản rất lớn trong quá trình vươn lên của cộng đồng LGBT. Thế nhưng càng khó khăn, họ lại càng cố gắng. Có nhiều bạn chuyển giới đi xin việc gặp phải những trường hợp đáng buồn khi người chủ không cần biết thực lực mà chỉ cần nhìn vào vẻ ngoài và từ chối. Ở đây không nhận BD. Những định kiến khắt khe ấy vô tình trở thành một rào cản lớn, khiến người chuyển giới gặp nhiều khó khăn để có được một công việc đàng hoàng và cuộc sống ổn định. Thế nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn luôn cố gắng từng ngày để cống hiến tài năng, sức lực của bản thân cho xã hội. Câu chuyện của cô giáo trẻ Lê Uyên My, tên thật là Nguyễn Hải Đăng, sinh năm 1986, là một minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực của người chuyển giới trên hành trình khẳng định vị trí của mình. Nhiều trường học ở nước ta hầu như vẫn chưa cởi mở với những giáo viên đồng tính và chuyển giới, cũng như các phụ huynh cũng còn e ngại với việc để con em mình theo học lớp do thầy giáo, cô giáo chuyển giới giảng dạy. Chính vì thế mà cơ hội đến với nghề của họ cũng trở nên khó khăn hơn. Nuôi ước mơ trở thành một giáo viên từ ngày còn nhỏ, chàng trai Hải Đăng đã sớm bén duyên với nghề khi mới 16 tuổi. Khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, Đăng đã đăng ký đi làm trợ giảng cho các trung tâm Anh ngữ. Và sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã nhanh chóng trở thành một giáo viên được nhiều học trò quý mến. Thế nhưng từ ngày còn bé, Đăng đã nhận ra mình là một người chuyển giới nữ. Tận sâu trong tâm hồn, người thầy giáo vẫn khát khao được sống thật với con người của mình. Thế nhưng rào cản của gia đình, của nghề nghiệp không cho phép anh mạnh dạn thể hiện điều đó. Đăng tâm sự, đã có nhiều lúc tôi buộc mình phải quên đi khát khao được làm con gái để có một cuộc sống bình yên hơn. Thế nhưng dường như trong chính con người mình luôn có sẵn một cô gái, và nếu trong thời gian dài mình cố quên người con gái ấy thì cảm giác sẽ vô cùng khó chịu. Vậy liệu con nên nói ra hay giữ kín cho riêng mình? Nhưng nói với mọi người thì sẽ nói như thế nào? Xã hội có chấp nhận hay không? Những câu hỏi cứ bủa vây lấy người thầy giáo trẻ khiến anh không ít lần căng thẳng. Một thời gian sau đó, nhờ sự động viên của một người bạn đặc biệt, Đăng đã bắt đầu mạnh dạn thể hiện mình. Đăng lên lớp với những bộ đồ phi giới tính nhưng chưa thể hiện rõ mình là nữ. Mọi người vẫn bán tin bán nghi. Rồi lần nọ, thầy giáo là giám đốc của trung tâm đã đến gặp Đăng và nói: "Học trò của em nhắn với tôi rằng họ muốn được nhìn thấy một cô giáo xinh đẹp đứng giảng dạy cho họ. Thế nên thầy Đăng à, hãy là cô Mi xinh đẹp khi đến lớp vào ngày mai." Thầy Đăng, hay nói đúng hơn là cô giáo Mi, thật sự bất ngờ trước yêu cầu đáng yêu của cả lớp và giám đốc trung tâm. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng mọi người sẽ chấp nhận mình với hình hài một cô gái. "Có thật là như vậy không? Thầy có đùa em không? Mai em làm con gái đi dạy thiệt đó nha." Cô giáo Mi mừng rỡ cứ hỏi đi hỏi lại nhiều lần trước khi nhận được xác nhận của giám đốc. Kể từ hôm đó, học trò chẳng còn thấy thầy Đăng nữa. Họ chỉ còn nhìn thấy một cô giáo xinh đẹp trên bục giảng, đó là cô Mi. Để được trở thành một người con gái là cả một sự đánh đổi. Mi bảo rằng đó là sự đánh đổi đắt giá mà đôi khi là cả cuộc đời. Thuyết phục được học trò chấp nhận mình, nhưng Mi còn một cánh cửa khó khăn hơn, đó chính là gia đình. Hơn ai hết, cô hiểu rằng bản thân mình phải đạt được những thành tựu nhất định thì mới mong nhận được sự ủng hộ của gia đình. Mi tâm sự, khi mình học giỏi hay làm việc tốt, đạt được những thành công thì dù có mang giới tính gì cũng sẽ là niềm tự hào của ba mẹ. Mi lao vào học, đạt được bằng trong nước, cô tự kiếm tiền để đăng ký đi thi lấy bằng quốc tế. Khi thành thạo với anh Văn, cô chuyển sang học thêm ngành học mới để có thể đi dạy thêm khi có thời gian. Cố gắng không ngừng nghỉ, Mi luôn tâm niệm rằng phải thật nỗ lực để giới tính chỉ là một điều tô điểm cho cuộc sống, chứ không thể là sợi dây ràng buộc cuộc đời của mình. Cô cười, bảo rằng: "Tôi có những suy nghĩ lạ lắm. Khi làm ra tiền, tôi muốn mua những thứ đắt tiền, không phải để khoe khoang. Nhưng khi nhìn vào đó, người ta sẽ không còn khinh thường mình nữa. Đúng tôi là người chuyển giới, nhưng tôi sống tốt và có những thành công nhất định. Bạn cười tôi, nhưng liệu bạn được như tôi không?" Chính nhờ sự cố gắng của mình, Mi may mắn nhận được sự ủng hộ của gia đình trên hành trình sống thật với bản thân. Hiện giờ, cô giáo Mi còn ấp ủ mơ ước sẽ thành lập được một câu lạc bộ Anh ngữ dành riêng cho những người LGBT. Trở ngại lớn nhất của Mi chính là ngoại hình. Vì trước đây, Mi từng theo đuổi bộ môn võ thuật hơn 20 năm, nên ngoại hình của cô khá to. Mi kể, "Lúc trước tôi to con lắm, nặng 90kg lận, nhưng để được mặc áo dài đi dạy, tôi quyết định giảm cân. Một hành trình giảm cân vô cùng khắc nghiệt. Lúc trước một ngày ăn 4 lần, giờ mỗi ngày tôi chỉ ăn 1 lần. Sau vài tháng, tôi giảm được hơn 20kg. Giờ tôi hạnh phúc vì đã có thể mặc được áo dài, nhưng sẽ vẫn cố gắng giảm thêm nữa để nữ tính hơn." Mi nghẹn ngào chia sẻ rằng cô đã khóc rất nhiều khi tự tay đốt hết tất cả những hình ảnh trong quá khứ để quên đi cuộc sống của thầy Đăng. Luôn luôn phải có sự đánh đổi trong cuộc sống. Đối với người chuyển giới thì quá khứ là sự đánh đổi lớn nhất. Để được sống với con người thật của hiện tại, chúng tôi buộc phải quên đi quá khứ của mình.
hãy xem thầy Đăng là một kỷ niệm đã qua. Hôm nay tôi là Uyên My, tôi mong mọi người sẽ gọi tôi bằng cái tên ấy. Nỗi lòng canh cánh của chàng trai khao khát được trở thành con gái. Quý vị và các bạn thân mến, được đăng tải trên mạng xã hội, dòng tâm sự của Trần Ngọc Sang, sinh năm 1995 ở thành phố Hồ Chí Minh, về cảm xúc, suy nghĩ và mong muốn trở thành một cô gái đã nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Những trải lòng xúc động của Sang khiến người đọc vừa thổn thức vừa đau đớn. Tôi là con trai, nhưng mong mỏi trở thành con gái. Tôi cao 1m72 và chỉ nặng 48kg. Một vóc dáng cao ráo mảnh khảnh, một gương mặt hốc hác, một mái tóc dài qua vai. Như bao bạn trẻ khác, tôi vẫn đang loay hoay trên con đường đi tìm lại chính mình. Nhưng điểm khác biệt là họ đi tìm tâm hồn, còn tôi thì đi tìm cả tâm hồn lẫn thể xác. Và tất nhiên, con đường của tôi gian nan hơn và chông chênh hơn. Với một đứa ngược ngạo như tôi thì đời sống lúc nào cũng bị đảo lộn cả. Cứ phải gồng mình gượng ép để tránh ánh mắt soi mói từ mọi người. Cứ phải thèm thuồng ngước nhìn những chiếc váy, đôi guốc hay mái tóc dài bồng bềnh của những cô gái đang đi trước mặt mình. Và cứ phải giả vờ như mình là người mạnh mẽ, chanh chua để không bị kẻ xấu bắt nạt. Tôi bị xóm làng cười chê rất nhiều vì từ nhỏ đã có xu hướng nữ tính. Họ đặt cho tôi cái tên bé Hồng để miệt thị tôi là đứa con trai đồng bóng. Cha mẹ tôi không quan tâm lời họ nói và luôn cố gắng bênh vực tôi. Nhưng tôi biết cha mẹ tôi vẫn rất buồn về tôi nhiều lắm. Tuy cha mẹ không nói ra, nhưng tôi biết họ đang mong chờ hy vọng tôi trở lại bình thường và có cuộc sống như bao người khác. Trong công việc, tôi đã gặp không ít trở ngại chỉ vì ngoại hình khác người của mình. Tôi là mẫu ảnh tự do, nhưng nghề này chưa đem lại cho tôi thu nhập. Tôi phải làm thêm nhiều công việc khác như phục vụ và chế để trang trải cuộc sống. Thời gian đầu đi xin việc là khoảng thời gian rất khó khăn và tủi nhục. Mỗi lần tôi tới xin việc là bao nhiêu lần phải hổ thẹn ra về. Có người chê tôi ẻo lả quá, khéo làm khách sợ. Có người chê tôi ốm yếu, đi múa lụa thì được, chứ làm được gì. Thậm chí có người ra yêu cầu tôi phải gồng lên và cắt tóc dài đi thì sẽ được nhận. Còn trong công việc người mẫu, tôi nghĩ rằng làm nghệ thuật thì sẽ không bị soi mói quá nhiều về giới tính. Nhưng không phải ai làm nghệ thuật cũng đều sống thoáng cả. Có một lần tôi đi casting trình diễn thời trang cho show sinh viên của một trường đại học về thời trang. Tôi đến casting với danh nghĩa là một mẫu nữ. Khi bước vào phòng casting, rất nhiều ánh mắt soi mói và đùa cợt hướng về tôi. Các bạn mẫu nữ khác thì được gặp gỡ các nhà thiết kế và liên tục được thử đồ. Riêng tôi bị cho ngồi một xó và chả ai thèm kêu tôi đến chỉ để hỏi cái tên. Tôi cố gắng trò chuyện với ekip và xin cho thử đồ, nhưng tôi chỉ nhận lại được những câu nói miệt thị và cười chê của họ. Nhiều trang phục hở ngực lắm, bạn có ngực có mông đâu mà thử. Thế là tôi chỉ biết nói hai từ cảm ơn và đành ngậm ngùi ra về. Cứ mỗi đêm tôi nằm thu mình trên chiếc giường cô đơn lạnh lẽo, cố ngủ nhưng không thể ngủ được vì cứ thao thức về câu hỏi rằng là cuộc sống đã quá khắc nghiệt, tại sao mọi người lại cố làm cho nó thêm tàn khốc. Nếu ai hỏi tôi có mệt không, xin thưa là tôi rất mệt, rất đuối sức và rất tuyệt vọng. Nhưng tôi vẫn phải cố cứ tiếp tục sống. Ông trời luôn thử thách con người. Để có một nụ cười, chúng ta phải đánh đổi nhiều nước mắt, bước qua khó khăn. Và giờ tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vẫn có được những anh chị làm trong nghệ thuật yêu thương và giúp đỡ. Tôi vẫn kiếm được cho mình một công việc để trang trải cuộc sống. Tôi đã từng mơ một giấc mơ rất đẹp. Tôi mơ thấy mình là một cô gái đang đi bộ trên bãi biển. Tôi mặc trên người một chiếc váy maxi, đeo một vài sợi dây chuyền làm từ vỏ ốc, trang điểm nhẹ và đôi má ửng hồng, tóc dài xõa bồng bềnh và bay bay trong gió. Những hạt cát, tiếng sóng, tiếng gió, những sải bước nhẹ nhàng, thanh thản và một nụ cười trên môi. Quý vị và các bạn thân mến, liên hệ với Sang, tôi còn được nghe thêm nhiều tâm sự đau đớn từ chàng trai này. Với Sang, được trở thành con gái là niềm mong mỏi lớn lao của anh, nhưng hiện tại nó vẫn chỉ là ước mơ. Sang kể, anh chàng bắt đầu trở nên dần nữ tính khi hâm mộ SAT. Sang cuồng đến mức bắt chước y chang và thuần thục những điệu nhảy, ánh mắt và cử chỉ của nhóm nhạc này. Trong sớm lúc đó, nhóm con gái thích nghe SAT và còn thường xuyên tổ chức văn nghệ chuyên nhạc SAT, tụ tập bạn bè để giao lưu. Sang lại chơi thân với một bạn trong nhóm văn nghệ đó nên được lôi kéo vào. Hồi nhỏ mình cũng bạo dạn lắm, cái gì cũng dám thử. Mình thấy việc tham gia nhóm giao lưu đó không xấu
mà bù lại nhóm rất vui và mình có thể tha hồ thể hiện bản thân. Thế là mình tham gia, nhưng đâu ngờ xóm làng cười chê và bàn tán về mình nhiều lắm. Sang tâm sự, đám nhóc con trai trong xóm ai cũng đá bóng, đá cầu hoặc chơi những trò khỏe mạnh. Có mỗi duy nhất cậu là nhảy múa, bành đũa và nhảy dây. Xóm làng thường xuyên miệt thị Sang là BD. Họ đặt cho cậu một cái tên là bé Hồng để trêu ghẹo sự ẻo lả của cậu. Họ còn nói Sang sinh ra là để múa lụa. Cái tên bé Hồng cũng khiến cho Sang gặp vô vàn rắc rối, thậm chí ám ảnh cậu hơn 10 năm trời. Lúc thì Sang bị người khác bịt mắt và đánh, lúc thì bị trở thành trò cười trong lớp. Còn việc bị dẻo cợt, dè biểu, chê bai từ mọi người, với vẻ ngoài của Sang thì diễn ra như cơm bữa. Sau đó thì mình cũng bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn, không đánh lộn hay cự cãi với những ai chửi mình là bé Hồng nữa. Mình học cách chấp nhận và nhịn nhục, thậm chí biết tiết chế để không bị phiền phức. Nhưng chính vì đã biết suy nghĩ nên mình đã bắt đầu tự hỏi bản thân mình là ai, mình đang làm gì và tại sao mình lại thành ra thế này. Mình nên tiếp tục gồng mình hay buông. Thời điểm đó, nỗi đau về thể xác chưa nguôi ngoai thì nỗi đau về tinh thần ập tới, làm cho mình sống trong lo sợ, thất thần, mất kiểm soát. Dù bị dị nghị, ghẻ lạnh và trở thành trò đùa cho mọi người xung quanh, nhưng Sang tâm sự, anh chàng đã đủ lớn để biết mình là ai và mình cần gì. Sang đã mạnh dạn để sống thật với bản thân, cố gắng sống thật vui, thật mạnh mẽ và làm những điều mình thích.